Rồi tối muộn ngày chủ nhật khu trùng con này 5410 có i7 chip H. Đấy RAM 16 GB ở đây, nó ghi hết rồi đây, RAM 16 chụp chụp công ty chẳng ok. Xong cái nữa ghi số 9. Đây được rồi, chụp cái bóng được. Để hàng nguyên niêm phong nhé, cam kết là hàng mới 100% xuất xứ từ Mỹ. Nếu sai trả lại máy với đền bù 300 đô, máy 12, bảo hành 12 tháng. Nếu lỗi thùng súng là 15 ngày 1.1. Sạc cao bài là sạc 65W. Thôi gì hết đầu đến cuối. Chủ súng ẩn. Cái đấy bảo tôi đem xong lúc 100 video là một sáng thu ra lại màu bạc. Cái này nó hơi xám xám hơn. Cái này không như phần này. Này nó hơi xám xám hơn. Cái màu bạc. Thùng này giữ trong vòng 15 ngày nhé, nó đổi. Vâng. Ừ, chất liệu con này có vẻ gì cũng sự là bỏ lông mới khô đúng mất. Không... sang sang chảnh hơn, có bảo mật vân tay này. Vâng, ok. Dù cũng giống 542, khác nhau với CPU, nhưng khác nhau với màu thôi. Vâng, thì chắc cái hóa đơn thì sờ biết lại. Đầu tiên chúng ta biết lại. Vâng. Sờ rất nhiều đây, sờ đây nó bỏ ra một loại nhé. Rồi, giới thiệu thế thôi, con này 54 nước ngoài. Con này có cổng HDMI, USB, tai C, khách hàng năng phổi thì giới thiệu nhanh nhé. Giống IC 5402 nhưng mà trong chất liệu của nó phải xịn hơn một chút. Màu sắc của nó màu sáng hơn. Cái này nó màu cũng bạc bạc. Màu bạc nhưng không phải bạc chặt. Xin lỗi. Bạc sáng. Rồi, cầm nó đầm tay hơn một chút. Xong con kia. Đây là một cái mặt như khối. Rồi, xin chào và cảm ơn. Hãy subscribe.